Phương Trần nghe xong ngô mị mà nói lên mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Đám người này sẽ không phải cho là bọn họ hai sớm liền bắt đầu dưới mặt đất luyến tình đi. Phương Trần nói, chúng ta cái gì thời điểm ẩn táng qua quan hệ rồi? Các ngươi không có ẩn táng sao? Ngô mị nào nào? Không thể không nói, bởi vì ngô mị sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lóm. Tại hắn sửng sốt không lúc nói chuyện, Phương Trần kém chút cho là hắn muốn trực tiếp treo. Sau đó, Phương Trần mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên không có ẩn táng à? Ngô mị nghi ngờ nói, vậy các người đã không có ẩn tàng quan hệ vì sao còn không ở cùng một chỗ phương trần khương ngưng y một bên yên cảnh rất hài lòng truyền âm cho khương ngưng y nói cái này ngô sư đệ rất tốt hắn tuy nhiên xem ra như cái băng lãnh người chết nhưng hắn nói chuyện có một loại nhiệt liệt chân thành khương ngưng y khuôn mặt cứng đờ lập tức nắm yên cảnh chui kiếm yên cảnh lập tức y miệng không phải ngô sư đệ phương trần tức giận cười đến cùng là chuyện gì mới khiến cho ngươi cảm giác đến chúng ta hai cái ở cùng một chỗ chúng ta bây giờ là trong sạch cái này vừa nói mô mị sững sờ lập tức trầm mặc một chút lại do dự nhìn thoáng qua khương ngưng y mô mị do dự nói khương sư tỷ phương sư huynh nói là sự thật sao khương ngưng y nói sư huynh nói đến tự nhiên là thật ta cùng phương sư huynh bây giờ thanh bạch nghe nói như thế mô mị trong lòng lấy qua một cái ý niệm trong đầu đến đến thanh bạch còn tại hồng quang phía dưới rắt tay cái này nha minh bạch hai người có thể là bí mật còn chưa chính thức kết làm đạo lữ sau đó mô mị liên tục ho khan mấy tiếng khục xong liền yếu ớt nói ngạch Sư huynh, ngươi, ngươi đừng trách ta, ta sai rồi, đây đều là sư tôn ta nói, xin ngươi tha thứ cho ta. Nhìn đối phương hấp hối còn đang nói xin lỗi bộ dáng, Phương Trần trầm mặc. Gia hỏa này là đang cố ý giả bộ đáng thương sao? Phương Trần vỗ vỗ mô mị giữa lưng, giúp nó khỏi ho, lại hỏi. Ngươi sư tôn, ta nói với ngươi như thế nào? Mô mị nói. Sư tôn ta nói, hắn nghe các trưởng lão khác nói, ngươi vì cứu Khương Sư Tỷ, một mình ngăn cản mang theo âm dương lô mà đến rực hung, Khương Sư Tỷ vì cứu ngươi, nỗ lực rất nhiều mà lại tôn đàm cũng đã nói khương sư tỷ vì ngươi liền khu phụ trong tu tiên giới đạo lưu khó khăn nhất làm được liền là sống chết có nhau các người cũng đã lấy sinh tử dựa vào cái này vừa nói bầu không khí biến đến trở nên tế nhị phương trần không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua khương ngưng y vừa vạn nghênh tiếp ánh mắt của nàng vừa vừa đối mắt hai người lại cùng nhau thu hồi nhãn thần nhìn về phía nơi khác phương trần nói thầm trong lòng đến đến xích tôn sơn trưởng lão như thế ưa thích truyền bác quái sao sau đó phương trần sững sờ đột nhiên nghi đến một kiện cùng lúc này không liên hệ sự tình thích bát quái nhân khẩu phong đồ không nghiêm á à? cái này giúp các trưởng lão nhìn đến chính mình tiếp nhận tổ sư quỳ bái vấn đề này sẽ không phải sớm đã bị truyền ra ngoài á à? trên thực tế tổ tiên quỳ bái phương trần sự tình mặc dù nói không có đại diện tích truyền bá ra nhưng đến cùng là có bên ngoài truyền đi bất quá xích tôn sơn các trưởng bối đều không phải là rất chủ động chia sẻ tin tức này cũng tỷ như dưa bạch diễm hắn đối mặt chân truyền trùng lúc để chứng minh phương trần năng lực mời nói ra tổ tiên quỳ bái sự tình tương đồng kiếm tổ sư tại cùng tiêm vân tiên tử đối thoại lúc nghe nói khương ngưng y cùng phương trần đi được gần liền muốn biết phương trần tại đạm miên bức họa xích tôn thiên thê chờ tông môn bí địa bên trong biểu hiện cho nên tiêm vân tiên tử liền đem sự tình đơn giản kiểu nói này kiếm tổ sư cũng chỉ đơn giản như vậy địa biết nói sau đó lăng tu nguyên cũng chỉ đơn giản như vậy bị bị làm nhục sau đó phương trần cùng ngô mị kết thúc đối thoại ngô mị lào đảo muốn quẳng không quẳng hạ sơn Phương Trần cùng Khương Ngưng Y nhìn đến rất lo lắng, muốn đưa Ngô Mị xuống núi. Hai người bọn họ cũng dự định xuống núi, vừa vặn bồi tiếp Ngô Mị đi xuống. Lại nói, Phương Trần ngay từ đầu trên linh Mị Phong mục đích đúng là tới đón hắn. Nhưng Ngô Mị suy yếu cự tuyệt, nghiêm túc nói không cần, cái này nổi quá trình cũng là một loại đoán luyện. Cái này nghe được hai người chỉ có thể mặc cho Ngô Mị đi một con đường khác đi xuống. Một lát sau, phanh 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 đến đến, rơi núi chuyển đến rơi lung ta lung tung thanh âm theo sát lấy một thanh màu đen cánh cửa đại đào vác yếu ớt rủ xuống tuyệt ngô mị phóng lên tận trời bay ra ngoài phương trần khương ngưng Y, phương trần mười phần trầm mặc cái này hai sư đồ liền không thể làm điểm mười bình thường tu luyện phương pháp sao sau đó phương trần liền cùng khương ngưng y cùng nhau xuống núi một đường đàm tiếu lấy xuống núi thời điểm trên đường mẫu nhiên cũng có thể gặp phải đệ tử bọn họ đối khương ngưng y thái độ ngược lại là lạ thường nhất chi đến đến kính sợ mà đối phương bụi thái độ liền khá phức tạp có hận không thể đem phương trần trực tiếp chôn ở linh mị phong có thì là sùng bái còn có thì là cảnh giác lại tăng tốc bước chân đến chân núi khương ngưng y hỏi thăm phương trần sư huynh chúng ta là lúc nào xuất phát mê mơ phương trần nhìn thoáng qua sắc trời nói buổi chiều giờ mùi bốn khắc đến lúc đó tại xích tôn sơn truyền tống trận cùng lúc xuất phát chờ đến tiên dương thành về sau liền lấy tôn xuân long tông chủ bảo thuyền đi hướng hồi long tông khương ngưng y gật gật đầu lập tức cười nói cái kia sư huynh do mùi bốn khắc truyền tống trận gặp ta về trước động phủ. Được, ngươi đi đi. Phương Trần cười cười, cùng nó vẫy tay từ biệt. Khương Ngưng Y cùng Phương Trần phân biệt về sau, Yên Cảnh tiếc hận nói, làm sao không cùng lúc đi ăn cơm đâu, nhiều cơ hội tốt. Khương Ngưng Y rất im lặng nói, ta không đói bụng, không ăn no cơm làm sao tu tiên, tu tiên giả lớn nhất cần phải ăn cơm đi. Khương Ngưng Y trực tiếp không để ý tới nàng. Phương Trần trở lại động phủ thời điểm, Phương Trần chăn còn đang ngủ. Lần này ra ngoài, Phương Trần chuyên môn đi bái phòng một chút vừa về Tông Lâm Vân Hạc, lại tìm Dư Bạch Diễm, Hoa Khỉ Dung bọn người, hắn muốn để bọn hắn lưu ý thêm một chút Phương Trần chăn. Hắn ngược lại không phải là lo lắng tề giai nguyệt chiếu cố không tốt, chủ yếu là đạm nhiên tông tính là rất an toàn, Phương Trần cũng là sẽ lo lắng. Dù sao, Phương Trăn chăn thân phận đặc thù là cái khí vận chi tử, vạn nhất xích tôn sơn đột nhiên nổ tung, đến cái thiên ma đem Phương Trần chăn bắt đi làm sao bây giờ? tuy nói có chút ly kỳ nhưng cũng không phải là không được bất quá phương trần biết kỳ thật dựa theo hệ thống thuyết pháp trước mắt phương trăn chăn địch nhân lớn nhất là trường hận thiên ma theo lý mà nói chính mình rời đi phương trăn chăn phương trăn chăn liền an toàn mà lúc này trong động phủ ngoại trừ dực hung cùng nhất thiên tam bên ngoài còn có một đầu phương trần trước đó liền thấy qua yêu thú tốt sư đều hai ngày trước phương trần đang nghiên cứu đại trần cầu thời điểm dực hung liền đem cái này yêu thú mang về nhìn đến tốt sư Điêu thời điểm phương trần ánh mắt cũng hơi chừng lớn gia Hòa này không là trước kia bị sư tôn bắt trở lại bức hại yêu thú sao nghe dược hung nói là hắn mang theo nhất thiên tam ra ngoài toàn bộ thời điểm ngẫu nhiên gặp tước sư điêu lúc ấy tước sư điêu ngay tại buồn giàu vấn đề tu luyện dược hung liền thuận miệng chỉ đạo hai câu kết quả tước sư điêu liền lập tức linh quang nhất thiểm bắt lấy thời cơ đột phá đạt đến chúc cơ lục phẩm nguyên nhân chính là như thế tước sư điêu mười phần cảm tạ dược hung liền nói muốn dẫn dược hung đi nó ngọn núi chiêu đãi Dực hung Dực hung vốn là cười ngạo nghễ muốn cự tuyệt dù sao đạm nhiên tâm còn có thể có chỗ nào so xích tôn sơn phương phủ càng hào hoa nhưng tước sư điêu nói hắn tại trọng vân phong dực hung không nói hai lời liền để tước sư điêu mang hắn đi đi đến trọng vân phong về sau dực hung cùng nhất thiên tam mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai tước sư điêu là trọng vân phong linh trà mẫu thụ nuôi dưỡng yêu thú một khắc này biết trước mắt thụ yêu tiền bối là linh trà phía sau cây dực hung hắc cười hắc hắc mà nhất thiên tam lập tức cùng theo một lúc hắc 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 tước sư điêu một mặt mộng nhưng gặp kim đan kỳ hổ ca cũng đã nhanh muốn chúc cơ đỉnh phong thụ ca đang cười vẫn còn do dự cùng theo một lúc hắc 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 bất quá cái này linh trà cây sản xuất lá trà cũng không phải dư bạch diễm cho dược hung loại kia mà chính là tầm bổ thân hồn nhưng dược hung không quan tâm có thể tìm tới cây trà đã đủ mà linh trà mẫu thụ gặp dược hung là phương chân truyền yêu thú còn giúp trợ chính mình nuôi dưỡng yêu thú trở nên mạnh mẽ về sau thì là chủ động cho ra lá trà cho nên, trong hai ngày này, dư Khung tại Tề Gia Nguyệt tới mang Phương Trần Trần thời điểm, liền mang theo Nhất Thiên Tam ra ngoài cùng Tước Sư Điêu giao lưu cảm tình đi. Làm Phương Trần nghe xong dư Khung giảng thuật chuyện này về sau, người đều choáng váng. Hắn ngược lại không phải là kinh ngạc vu dư Khung vận khí tốt, chủ yếu là cây trả dưỡng Tước Sư Điêu, chuyện này nhưng hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Lần đầu gặp thực vật dưỡng động vật, chuyện này vừa ra, còn làm đến Nhất Thiên Tam rất vui vẻ, bắt đầu đối nuôi cá cùng dưỡng chim tràn đầy phấn khởi. Phương Trần truyền làm Phương Trần bước vào động phủ thời điểm, Tức Sư Điêu liền nhìn sang, lập tức vội vã cuống cuồng hô. Nhìn đến Phương Trần, Tức Sư Điêu trong mắt có mấy phần em ngại. Hắn lần trước bị một cái kỳ quái tu sĩ kéo qua nói xin lỗi thời điểm, nói xin lỗi đối tượng cũng là Phương Trần. Bởi vậy, Tức Sư Điêu làm sao có thể không sợ? Muốn không phải giữ hung tự mình cùng hắn giải thích qua, hắn là tuyệt đối không thể nào bước vào tòa động phủ này. Phương Trần khẽ vớt cảm cười nói, lại tới chơi. Tức Sư Điêu vội vàng gật đầu, đúng. Thấy hắn như thế em ngại chính mình, Phương Trần tâm lý im lặng bởi vì sư tôn nguyên nhân tước sư điêu rất sợ chính mình làm được bản thân muốn đưa ra những tước sư điêu mang chính mình đi trọng vân phong dạo chơi đều không có ý tứ theo sát lấy phương trần lại không tự chủ được cảm thán rực hung vận khí tốt lần trước tước sư điêu bị buộc lấy nói xin lỗi thời điểm rực hung vừa vặn còn không có lộ diện bởi như vậy tước sư điêu liền sẽ không sợ sệt rực hung. sau đó phương trần nhìn tước sư điêu như thế sợ chính mình chỉ có thể lắc đầu nhưng mấy người bọn hắn tại đình viện ăn uống vào chính mình đi gian phòng cho phương trần sau khi rời đi Dược hùng vỗ vỗ tức sư điêu, nói, điêu đệ, ngươi thì không cần sợ hãi, Trần ca là người tốt. Tức sư điêu liền vội vàng gật đầu, ta biết, muốn là người khác không tốt, cũng sẽ không đem tiểu hoa vương cánh hoa cho ngươi. Dược hùng khẽ vuốt cằm, ngươi minh bạch liền tốt, mặt khác, trần ca tất nhiên là tương lai tổ sư, cho nên, vì tốt cho ngươi. Như vậy đi, ngươi về sau có rảnh thường tới, Trần Ca quê hương uy thành, có một tòa niêm vân phường, nhà hắn bánh quế ăn thật ngon. Ta nhường Trần Ca cho ngươi có chút, sau đó người mang lên người thích nhất uống lá trà các người chữa trị chữa trị quan hệ nhưng cùng nhau tụ hội chẳng phải sung sướng nghe vậy tước sư điêu nhìn lấy dực hung nghiêm túc hổ mặt lộ ra thần sắc cảm kích Đa tà hổ ca dực hung cất tiếng cười to ha 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 điêu đệ người khách khí xích tôn sơn trần núi thời gian nhanh đến điểm về sau phương trần liền sớm một số mang theo dực hung cùng nhất thiên tam tới nơi đây chờ những người khác đến lúc này truyền tống trận cùng phương trần trước đó đến thời điểm vẫn như cũ giống như đúc rộng thùng thình rộng lớn vô cùng sáng sủa ở trung ương trên bàn đá phức tạp phù văn lấy ra ánh sáng nhạt bốn phía bay biện bốn cái thạch trụ trụ trên vẫn như cũ là bốn tôn vô diện sa điêu nha không đúng ấn tiệu sư huynh nói đây là bốn tôn sa binh vào sơn động về sau phương trần một phát bắt được dực hung cười như không cười hỏi bánh quế đúng không nghe vậy dực hung sắc mặt cứng đờ lập tức lộ ra gượng cười ta chúng ta cùng một chỗ ăn ha ha Phương Trần hơi cười, lập tức mặt không chút thay đổi nói, chính mình đi mua, đừng lôi kéo ta. Dực khung hiểu siêu bẹp nói, vâng, đi bộ đi, Dực khung, cái này, cái này không được đâu, đầu ông người bình thường, nơi nào sẽ theo đạm nhiên tông đi bộ đi nguy thành. Phương Trần, mê mơ, Dực khung lập tức cười khan nói, tốt, rất tốt, ta đi bộ đi, dù sao đi bộ đối đồng thời tu luyện thượng cổ thần khu cùng xích sắc thần tướng khai có chỗ tốt. Phương Trần, hắn nhất thời giận tím mặt, tên chó chết này, còn tại âm dương quái khí ngay tại phương trần sắp nổi giận lúc nhất thiên tam nói ra phương trần ta có thể bồi hổ tổ đi mua sao phương trần một trận lập tức trừng mắt liếc rực hung lại sờ lên nhất thiên tam được nhất thiên tam được rồi sau đó người hổ cây bắt đầu bọn người đến đông đủ trên thực tế đi hồi long tông phương trần là không cần thiết mang lên rực hung nhưng phương trần rất lo lắng một điểm lấy rực hung cái này hưng hực khí vận rất có thể tại xích tôn sơn ngày ngốc hai ngày dư bạch diễm tông chủ vị trí liền khó giữ được vì dư tông chủ cần nhắc hắn vẫn là đem dược hung mang đi đi phương sư huỳnh cho lại một lát sau về sau khương ngưng y liền đi đến sau khi đi vào khương ngưng y trông thấy dược hung cùng nhất thiên tam cười chào hỏi dược hung, nhất thiên tam nhất thiên tam khương khương người tốt dược hung ôm mồm nói bái kiến khương chân truyền nhìn lấy đây đối với thằng hề bộ dáng khương ngưng y nhịn không được cười lên một tiếng các người tốt lại đợi một lát về sau tiêu thanh cùng mang theo thủ hạ tôn xuân long tôn hạ long cũng đến trên thực tế, Lăng Uyển Nhi cũng muốn cùng Tiêu Thanh cùng đi Hồ Long Tông, nàng muốn bồi tiết Tiêu Thanh. Nhưng là, Trương Hòa Phong trưởng lão thâm thì đối Lăng Uyển Nhi nói, nàng xuất thân bần hàn, là Lăng gia toàn tộc hy vọng, bây giờ sơ so thành thiên đạo trúc cơ, còn cần chăm học khổ luyện. Húng chi, Tiêu Thanh có Phương Trần cùng Khương Ngưng Y nhìn lấy, không có việc gì. Lăng Uyển Nhi đành phải không đi, Hồ Long Tông người sau khi đi vào, liên đồng nói, bái kiến Phương chân truyền, bái kiến Khương chân truyền, lập tức. Ánh mắt mọi người đảo qua hai người đồng dạng áo trắng như tuyết hơi sững sờ. Tôn Xuân Long ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi chuyển suy nghĩ đến đến. Đây là phương khương quan hệ thông gia, tương lai cái này đạm nhiên tông sợ là tại cái này phương khương hai người giữa bàn tay. Tôn Xuân Long thân là hồi long tông tông chủ, phụ thuộc vào đạm nhiên tông, đối tương lai cục thế vẫn là muốn có nhất định dự đoán. Mắt thấy hai người như thế, trong lòng của hắn biết được, cái này hai ngọn núi lớn, hắn đến sớm dựa vào khẽ dựa. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên mừng rỡ trong lòng. Tuy nói trong khoảng thời gian này tại đạm nhiên tông, bởi vì nghi tử đắc tội tiêu thanh, trong lòng giày vò nhưng bây giờ xem ra như từ đắc tội tiêu thành sự tình là có thể tiêu trừ mà chính mình lại sau cái khác dựa vào đạm nhiên tông tông môn tông chủ càng trước một bước đạt được phương trần cùng khương ngưng y quan hệ thân mật tin tức đây chính là một bước trước từng bước trước a à. ý niệm tới đây tôn xuân long nụ cười trên mặt càng tăng lên sau đó mọi người một phen đơn giản khách sáo hàn huyên về sau phương trần liền khởi động truyền tống trận ánh sáng trận lấy lên mọi người biến mất tại xích tôn sơn truyền tống thạch bàn bên trong phương trà lần này truyền tống kinh lệch cùng lần trước một dạng vẫn như cũ là trước mắt một mảnh trắng xóa về sau liền nhanh chóng khôi phục bình thường chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần này hắn đi tới địa phương cũng không phải đạm nhiên tông yếu địa bởi vì thiên ma quật là đạm nhiên tông tông môn trọng địa cho nên tại thiên ma quật phụ cận truyền tống trận cùng xích tôn sơn truyền tống trận giống như đúc bao quát thạch bàn xa binh loại này truyền tống trận nắm giữ cực mạnh phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực lại có thể cam đoan tông môn trọng địa tại gặp phải nguy hiểm lúc viện quân có thể nhanh chóng đến cũng có thể nhưng thiên ma quật bị chiếm đóng lúc bên kia trưởng lão muốn rút lui liền có thể kịp thời rút lui lần trước thiên ma quật ra chuyện lúc nếu không phải lăng tu nguyên chủ động động tay động chân chỉ sợ du khởi vừa tiếp cận thiên ma quật phụ cận trận pháp phạm vi bao phủ xa binh liền trực tiếp xuất động căn bản không thể nào nhường hắn vòng qua trận pháp tiến vào thiên ma quật đương nhiên loại trận pháp này khuyết điểm chính là giá thành đắt đỏ lại thường ngày giữ gìn phí dụng không ít mà bây giờ phương trần bọn người đến tiên dương thành truyền tống trận thì là thuộc về tiên dương thành trận pháp phổ thông, bình thường, phí tổn rẻ tiền, mà lại, bọn họ muốn thông qua tiên dương thành trận pháp trở về xích tôn sơn truyền tống trận là không thể nào. Cho nên, quay đầu phương trần bọn người muốn về đạm nhiên tông, còn phải về trước đạm nhiên tông phía ngoài truyền tống trận. Phương Trần bọn người mới vừa xuất hiện, liền có thể nhìn đến bên ngoài truyền tống trận 16 tên hộ vệ tu sĩ, cùng bên ngoài trình đứng xếp hàng ngũ bảy tu sĩ, to lớn. Lúc này, hộ vệ tu sĩ bên trong thủ lĩnh, một tên cường đại hóa thần kỳ tu sĩ, trên mặt câu nệ nhìn về phía Phương Trần bọn người, nói, tốt, các vị mời rời đi truyền tống trận a tạm nhiên tông không phải ác nhân mọi người cũng không quá sợ hãi chỉ bắt quá cần thiết tôn kính vẫn là muốn có đa tạ phương trần đối với tên tu sĩ kia gần một cái lập tức dẫn một đám người rời đi truyền tống trận chờ bọn hắn đi xa về sau một đám người mới tốt năm tốt ba truyền âm lên xích tôn giới xem ra nhóm người này là đạm nhiên tông xích tôn sơn tới xuất thân chín đại tông hoàn toàn chính xác ngang tàng đều không cần che giấu lo lắng đề phòng đổi thành ta ta nào dám đem xích tôn giới lấy ra đến Đúng rồi, đám người này đến Tiên Dương Thành làm cái gì? Nên không phải là vì gần nhất vừa mới mở ra huyết hà bí cảnh tới á? À? Huyết hà bí cảnh, cho đó chỉ có Kim Đan Kỳ trở xuống tu si mới có thể tiến nhập. Cái này đạm nhiên tông hai tên đệ tử không đều Kim Đan Kỳ sao? Không, các người nhìn, phía sau cùng tiểu tử kia, mới chúc cơ kỳ tu vi, mặc lấy đạm nhiên tông nội môn đệ tử bảo phục, có thể là hắn muốn tham gia. Mê mơ, ta xem một chút, ha ha, liên hám, hắn y phục kia chế thức rõ ràng là đạm nhiên tông ẩn kiếm phong. Ân kiếm phong là địa phương nào? Ta muốn các vị đều rõ ràng á. À? Phế vắt tổ mà thôi. Liên hắn loại này xuất thân còn muốn nhúng trầm huyết hà bí cảnh. Suy nghĩ nhiều á. À? Giờ phút này, Phương Trần đi ra truyền tống trận. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác rõ ràng tất cả mọi người không trêu ai gây ai đi lấy. Nhưng hắn đã cảm thấy những người khác nhìn tiêu thanh ánh mắt mình đến có chút trêu tức cùng trào phúng lên. Hắn nhất thời không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Tiêu thanh làm sao các ngươi rồi? Truyền tống trận là tại trong sơn động. Đi ra sơn động về sau, mọi người đi tới một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường bốn phía có cực kỳ nặng nề màu nâu tường đá cách trở, nhìn tường đá bay đặt coi trọng, rất hiển nhiên. Đây là trận pháp, tường đá bên ngoài chính là tiên dương thành tàn phá tường thành. Tiên dương thành nhiều tán tu, không bằng nguy thành màu mỡ, lại không bằng viêm quang thành tiếp cận đạm niên tông, hoàn cảnh không ổn định, cho nên xem ra rất bình thường. Nhìn lấy tiên dương thành lụi bại gạch ngói, phương trần cảm khái một câu. Cái này tiên dương thành thật có lịch sử dấu vết a. À? Tôn Xuân Long cười khan một tiếng, lập tức nói. Phương chân truyền, mai quá khen. Hồi Long Tông tại Tiên Dương thành vùng Đông Nam, một đoạn ngắn khoảng cách mà thôi, mời các vị đi theo ta. Nói xong, Tôn Xuân Long thả ra một tòa kim bích huy hoàng điêu long lâu thuyền, nó bộ dáng so với Lăng Tu Nguyên. Vậy dĩ nhiên là không so được, nhưng cũng coi là tương đương khí phái. Mạnh mẽ phản hư khí tức lạnh bốn phía tán tu trong lòng nghiêm nghị. Tôn Xuân Long gặp Phương Trần khẽ vuốt cầm bộ dáng, trong lòng rốt cục đắc ý. Cuối cùng tìm về một chút hồi Long Tông Tông chủ mặt mũi. Sau đó, tại Tôn Xuân Long cùng Phương Trần trải qua 13 cái hội hợp kéo đầy về sau, Phương Trần tiếc bại, đành phải đáp ứng cái thứ nhất lên thuyền. Hắn liền dẫn Khương ngưng Y đi vào, sau đó mọi người tuần tự theo thứ tự tiến vào, chất tự danh mạch. Một điểm cũng nhìn không ra lần này là Đạm Nhiên Tông tới đánh hồi Long Tông mặt. Mọi người tiến vào lâu thuyền về sau, lâu thuyền nó ong chấn động, liên phóng lên tận trời, bay về phía chân trời. Đợi hồi Long Tông sau khi rời đi, đông đỏ tán tu thu hồi ánh mắt, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đánh tới cảnh giác không ít tình báo con buôn thì là mượn cơ hội này lập tức hư cấu như là đạm nhiên tông dự định cưỡng chiếm huyết hà bí cảnh hồi long tông tông chủ cúi đầu xưng thần tiên dương thành thế lực sắp thanh tẩy các loại sai lầm tin tức cũng bắt đầu lừa gạt tiền cùng lúc đó trong góc một vị đã như nam tự tuấn mỹ vong người lại như nữ tử yếu như từ xa tu sĩ si dỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liêm liếm khóe môi cũng lộ ra một vệt mỉm cười Tốt anh tuần áo trắng lang quân, sinh được như vậy hợp ta tâm ý, làm gì cùng cái kia mặt lạnh kiếm tu quấn quýt si mê, chắc hẳn ngày thường cũng không hưởng thụ qua cực lạc á. Vẫn là để ta đến mang người lĩnh hộ lệnh thân hồn run rẩy cực hạn sảng khoái đi. Anh, giờ phút này, hồn nhiên không biết mình đã bị để mắt tới Phương Trần vừa mới đến hồi Long Tông. Phương Trần đứng tại thuyền một bên, ánh mắt nhìn xuống, liền có thể nhìn đến tại hồi Long Tông Sơn Môn. Có một tôn to lớn màu đen cửu long thạch giống, tượng đà dưới có một khối năng long tượng ba người cao thạch đài, khắc lấy hồi long tông ba chữ to. Mũi tàu đứng đấy tôn xuân long, phương trần, khương ngương y ba người. tôn xuân long điều khiển lâu thuyền chậm nhanh rơi xuống, cũng mang theo một việc kiêu ngạo nói. phương trần truyền, khương trần truyền, đây cũng là bản tông sơn môn, hy vọng hai vị không muốn ghét bỏ. phương trần nói ra, tôn tông chủ nói đùa, hồi long tông sơn môn to lớn hùng vĩ, chưa từng tiếp cận, ta liền có một loại dân trào cảm giác, chắc là hồi long tông vận thịnh lúc được, ta cái này bại hoại thế hệ, đừng nói chê, kích động cũng không kịp, dù sao hồi long tông loan phượng tập hợp tương khí giữa người chỉ sẽ làm ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu tinh thần phấn chấn nghe nói như thế tôn xuân long tâm lý cảm động cái này phương trần thật nề tình đứng tại phương trần bên cạnh khương ngưng y không khỏi mỉm cười muốn không phải phương trần vừa mới vụng trộm cùng với nàng truyền âm nói cái này hồ long tông còn không có ánh quang hồ Xuân đại nàng cũng liền thật tin nghe vậy tôn xuân long bận bịu khiêm tốn cười nói phương trần truyền hồ long tông vốn không như thể ý tưởng nhưng lại dựa vào đạm nhiên tông tiền bối trông nom từng ghi năm đó đạm nhiên tông nhiều vị đại năng tiền bối đều đến qua hồ long tông lưu lại kim ngôn mới có ta Hồ long tông hôm nay nếu là phương chân truyền cảm giác phấn chấn cái kia tất không phải ta cái này tiểu tiểu Hồ long tông có thể làm được mà chính là phương chân truyền chính ngài siêu trần rút tục tài đức vẹn toàn cùng đạm nhiên tông đức cao vọng trọng tiền bối sinh ra cộng minh phương trần nhất thời cười nói tôn tông chủ thật sự là quá mức hài hước ta cái này đệ tử nho nhỏ tu vi bé nhỏ sao dám cùng đạm nhiên tông chư vị tiền bối đánh đồng Tôn Xuân Long nghe vậy, vốn là chính triển khai nụ cười nhất thời cứng đờ, sắc mặt thay đổi. Phương Trần nói lời này là có ý gì? Sẽ không phải là đang chỉ trích mình tại nâng giết hả na? Xong đời, lá trả lại nếu không bảo đảm. Nhưng không đợi Tôn Xuân Long hoảng sợ xong, Phương Trần lại mỉm cười, lời nói một chuyện nói. Có điều, hôm nay ta là lấy tôn tông chủ bằng hữu của ngài tới, giữa bằng hữu, nhiều chút nói bừa, chắc hẳn không sao. Tôn tông chủ, ngài cứ việc nói, ta mặt dày mày dạn chịu trách nhiệm, cùng lắm thì sau đó ta đi đạm niên bức họa cho tổ tiên mời cái tội chính là tôn xuân long nhìn phương trần âm một trận trời trong xanh một trận lập tức theo gượng cười vội vàng nói biết lắm khổ nhiều cái kia vất vả phương chân truyền ha 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 không sao không sao sau khi cười xong tôn xuân long nhịn không được thở dài một hơi làm sao cảm giác trở về nhà mình địa bàn vẫn là bị phương trần nắm lấy đến hồi long tông về sau tiêu thành cùng tôn hạ long giàu đầu ước định tại ngày mai mở ra mà phương trần đám người chỗ ở liền được an bài tại hồ long tông tôn quý nhất long thủ phủ Tại cho tính cả dược khung, hết thầy có bốn tên đệ tử, cho nên mỗi người đều có một gian tiểu viện. Sư huynh, vậy ta đi trước biểu tức tính dưỡng, tối nay ta liền nghiên cứu chiến thuật, ngày mai chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không cô phụ ngươi cùng thiệu sư huynh hy vọng, chiến thắng tôn hạ long. Tiêu Thanh đứng tại Phương Trần trước mặt, nghiêm túc nói ra, trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Phương Trần nghe vậy, nhất thời sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Tiêu Thanh đều vượt cấp làm chết mấy cái địch nhân rồi, đối mặt một cái chỉ là tôn hạ long, lại còn có thể coi trọng đến loại tình trạng này quả nhiên không hổ là khí vận chi tử phương trần nhất thời tán thưởng giơ ngón tay kẻ lên không hổ là ngươi có điều không cần động sát tâm đánh bại là được tiêu thanh vội nói vâng sư huynh sau đó phương trần nói vài câu động viên ngữ điệu liên thả tiêu thanh trở về tiêu thanh cùng dược hung ở tại bên ngoài lượng tòa tiểu viện mà phương trần cùng khương ngưng y thì là ở tại long âm viện bên trong ấn tôn xuân long thuyết pháp long âm viện bên trong là lượng tòa tiểu viện phương trần cùng khương ngưng y ở chỗ này cũng coi là một người một tòa tiểu viện nhưng phương trần nhìn lấy chính mình cùng khương ngưng y tiểu viện khoảng cách bất quá là một mảnh thật mỏng thưa thớt sừng trúc nhắc thời trầm mặc lão tiểu tử này tâm cơ nam sau đó phương trần trong sân bắt đầu suy tư một vấn đề kim tuyệt thiên ma ở đâu đang trên đường tới phương trần tâm lý nghiêm túc suy tư qua nếu như không có mình xuất hiện ngăn cản tiêu thanh cùng tôn hạ long giao đấu mà nói dựa theo sớm định ra quý tích tiêu thanh rất có thể tại vừa mới bắt đầu giao đấu xa sút nhập sùng gió về sau bởi vì tiêu thanh không chịu thua tính cách cho nên hắn bạo chồng, sau đó liền lỡ tay đen tôn hạ long giết. như vậy, tiêu thanh cùng tôn xuân long cũng liền kết cửu án, nhưng bởi vì đạm nhiên tông nguyên nhân, tôn xuân long không dám báo thù, chỉ có thể về tông, sau đó liền cùng kim tuyệt thiên ma làm cùng một chỗ, sau đó liền thiên ma nhập não đi tìm tiêu thanh báo thù. kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu về sau, cuối cùng bị tiêu thanh đánh giết. mà dựa theo hệ thống thuyết pháp, kim tuyệt thiên ma giờ phút này ngay tại hồ long tông chữa thương. như vậy, tại phương trần xem ra, kim tuyệt thiên ma tình huống cần phải có hai loại loại thứ nhất kim tuyệt thiên ma là bị tôn xuân long thu lưu nhưng phương trần cùng tôn xuân long tiếp xúc như thế hai lần về sau hắn cho rằng gia hoàn này là cái so sánh theo tâm người theo tôn xuân long vừa biết tiêu thanh cùng tôn hạ long ước đấu sau liền lập tức chạy tới năn nỉ dài trừ giao đấu liền nhìn ra được dạng này người nếu là chứa chấp kim tuyệt thiên ma sẽ còn nguyện ý đồng ý đạm nhiên tông đến hồ long tông sao dù sao đổi lại là phương trần chứa chấp thiên ma là tuyệt đối không dám để cho người tới cái này sẽ chỉ gia tăng mạo hiểm đương nhiên Phương Trần cảm thấy mình không thể nào thấu hiểu được Tôn Xuân Long ý nghĩ. Cũng có thể là Tôn Xuân Long cảm thấy mặt đối chính mình cái này chân truyệt yêu cầu, hắn không thể cường ngạnh cự tuyệt mà thôi. Tóm lại, dựa theo Tôn Xuân Long cố ý thu lưu Kim Tuyệt Thiên Ma loại này suy đoán, Kim Tuyệt Thiên Ma rất có thể bị Tôn Xuân Long giấu ở Hồ Long Tông Bảo Địa hoặc là hắn động phủ của mình bên trong. Đến mức, loại thứ hai phỏng đoán, cái kia chính là Kim Tuyệt Thiên Ma là mình trốn ở Hồ Long Tông. Vậy cái này liền tốt tìm, trực tiếp hưởng thích hợp nhất Thiên Ma chỗ tu luyện đi tìm liền tốt. Loại địa phương này, coi trọng nhất không phải linh lực, mà chính là đối thần hồn ảnh hưởng. Nhưng, cũng không phải có thể tầm bổ nhân tộc thân hồn địa phương cũng là thích hợp thiên ma, nếu là cực đoan một điểm tới nói. Ngược lại là những cái kia đối thân hồn có thương tổn địa phương, đối thiên ma tới nói như cá gặp nước. Phương Trần cho rằng, kỳ thật cũng là tu luyện xong đầu óc sẽ xảy ra vấn đề địa phương thích hợp nhất thiên ma. Mà chưa cái đó ra, còn có thuộc tính, huyễn thuật chờ phương diện khác ảnh hưởng. Tóm lại, loài địa phương này, những người khác tộc bình thường là rất khó tìm nhưng lấy nơi trường hận thiên ma hàn phong thiên ma tham nam thiên ma cái khác thiên ma bụi thân phận đến tìm kiếm mà nói vậy chỉ có thể nói vô cùng đơn giản sau đó phương trần không chút do dự đi ra ngoài đi tìm tôn xuân long hắn dự định mang theo tôn xuân long đi tìm kim tuyệt thiên ma vì sao làm như thế vậy dĩ nhiên là bởi vì phương trần muốn để tôn xuân long cứu kim tuyệt thiên ma mệnh phương trần hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm kim tuyệt thiên ma thực lực dựa theo hàn phong thiên ma biểu hiện bọn họ loại này vượt qua mà kiếp có tên thiên ma nếu là nhìn thấy chính mình, chuyện thứ nhất sẽ chỉ là tự bạo. Mà nếu để cho chính mình đơn độc tìm được, kim tuyệt thiên ma nhìn chính mình liếc một chút liền bắt đầu nổ tung, làm sao xử lý. Hắn ngược lại không phải là sợ kim tuyệt thiên ma bạo đến chính mình. Bị tạc chết cũng không phải cái đại sự gì. Hắn chủ yếu là sợ kim tuyệt thiên ma thật thông báo đến khác thiên ma, đó mới phiền phức. Cho nên, hắn muốn để Tôn Xuân Long ở bên cạnh nhìn lấy. Vì phóng ngừa thiên ma tự bạo, kịp thời đánh chết. Nếu là đánh giết không được, cái kia lại gọi sư tồn tới. Tung tung mang đến đến, Phương Trần đứng tại hồi long các trước, mỉm cười nói, Tôn Tông Chủ, ngài có ở đây không? Lâm Tôn Xuân Long vừa cùng mười tên phó Tông Chủ ngồi xuống, dự định nói chuyện lâu một đường gian khổ lúc, lại phát hiện ngoài cửa vang lên Phương Trần thanh âm, nhất thời sững sờ. Hoa đền đến, màu đen cửa gỗ tự động hướng trái phai tách ra, Tôn Xuân Long lộ ra chân thành nụ cười. Phương Trần truyền, xin hỏi có chuyện gì sao? Phương Trần ngượng ngùng nói ra, Tôn Tông Chủ, Phương Mỗ mời đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại một mình tản bộ lại sợ nhìn thấy người sống, luôn có chút thấp thỏm lo âu. Không biết có thể phiền phức Tôn Tông Chủ đi cùng tại ta tả hữu. Tôn Xuân Long, phía sau cửa mới tên Phó Tông Chủ, sắc trời dần dần ấu vàng. Tôn Xuân Long một mặt buồn khổ cùng tại Phương Trần sau lưng. Phương Trần truyền, cái này chỉ là chúng ta hồi Long Tông Phường Thị, mà đi dạ ba lượt không cần thiết á. Phương Trần nói ra. Tôn Tông Chủ, ngài không hiểu, hồi Long Tông đặc sản, quá mức mới mẻ, của thực đối với ta có đầy đủ sức hấp dẫn. Tôn Xuân Long nhìn thoáng qua bốn phía đồ vật, toàn bộ đều là đạm nhiên tông chi vật hàng nhái, không khỏi lâm và trầm mặc. Đồng thời, Phương Trần thần sắc bình thản, hắn mới vừa cùng Tôn Xuân Long theo hồi Long Cát sau khi đi ra, liền một đường đi dạo xuống dưới, sau cùng, hắn liền phán định tại phường thị nơi này có khả năng nhất có thiên ma dấu kín. Bất quá, đi dạo ba lượt nhìn xem đến, hoặc là kim tuyệt dấu tốt, hoặc là cũng là Tôn Xuân Long đem kim tuyệt giấu ở địa phương khác. Đúng lúc này, dược hung đột nhiên từ một bên chui ra kinh ngạc nói trần ca ngươi làm sao cũng ở nơi đây tại dược hung trên đầu nhất thiên tam mang một cái hộp đựng trong hộp lấy một khối hồng ánh sáng long lanh mỹ ngọc phương trần kinh ngạc nói ta đi ra dạo chơi các ngươi làm sao cũng ở nơi đây dược hung nói ra hồi long tông người nói ta có thể tùy tiện dạo chơi có nhìn chúng đồ vật cũng có thể tùy tiện cầm ta liền tới nơi này phương trần nhất thời giật mình không hổ là dược hung mà tôn xuân long nghe vậy nhất thời muốn nói lại thôi nói là có thể cầm long thủ phủ đồ vật không nói để ngươi đến trong phường thị cầm mà. đúng lúc này nhất thiên tam trên đỉnh đầu mỹ ngọc đột nhiên không giải thích được truyền ra từng đợt hưng phấn cười quái dị hi hi ha ha khắc 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 chít 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 trận này trận quỷ quyệt tiếng cười chăn đầy khủng bố tuyệt luân cảm giác áp bách đồng thời một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ phóng lên tận trời ông ánh sáng long lanh mỹ ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm thành màu đen thấy thế tôn xuân lóng sắc mặt đại biến lập tức xông lên phía trước giận dữ hết Phương Trần truyền, các người mau lui lại. Lúc này Phương Trần mới phần chấn kinh, hắn khiết sợ nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn đến Mỹ Ngọc trước tiên, kỳ thật cũng có nghĩ qua Mỹ Ngọc bên trong sẽ có hay không có một số kỳ ngộ, dù sao Dư Khung cũng là khí vận chi tử, khí vận chi tử, Phương Thị Tầm Bảo, cái này xem xét liền dễ dàng ra đồ tốt, nhưng thật sự là hắn không nghĩ tới, thứ này sẽ tốt như thế, Kim Tuyệt Thiên Ma vậy mà liền giấu ở trong này, hắn càng thêm không nghĩ tới, cái này Kim Tuyệt Thiên Ma thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, liền trực tiếp bắt đầu tự bạo ngươi nói đùa cái gì thực một lời không hợp liền tự bảo không dùng ra tới nói chút gì sao tự bảo có thể như thế trò đùa sao phương trần xem như cảm nhận được trước đó bị chính mình dùng từ nổ tung chết tạp trùng gấu tâm lý cảm thụ nguyên lai like cũng là loại này lại hoang đường lại cảm giác buồn nôn sao phương trần trong lòng quyết tâm tốt 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 ngươi gặp mặt liền tự bạo đúng không vậy lão tử đại thừa chị phản hư sau đó phương trần lập tức cho dược hung truyền âm nhưng hắn kêu gọi lục ách đúng lúc này Phương Trần gặp Tôn Xuân Long đứng ra, cản ở trước mặt mình, còn gọi mình rút lui, lúc này sững sờ. Làm nhắc thiên tam trên đỉnh đầu Mỹ Ngọc bị triệt để nhuộm thành màu đen về sau, truyền đến một cố cực kỳ hỗn loạn bạo ngược ba động. Tại chỗ phàm này nhìn qua tự bạo người đều rõ ràng, đây là cái gì? Trong phường thị, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ. Tôn Xuân Long cũng không ngoại lệ, mà lại, hắn thân là tại chỗ tu vi cao nhất người, còn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hắc ngọc bên trong là một đầu phản hư đỉnh phong thiên ma, mạnh hơn chính mình hơn mấy cái cảnh giới nhỏ cái này khiến hắn điên rồi vì sao hồi long tông phường thị sẽ xuất hiện loại vật này giờ khắc này tôn xuân long gọi mọi người lui lại về sau đồng thời bấm niệm pháp quyết mở ra hồi long tông hộ tông đại trận theo sát lấy một cỗ lực lượng từ hồi long tông bốn phía truyền đến phòng tới mỹ ngọc bắt đầu áp chế nó tự bạo mà tôn xuân long hai tay cũng đồng thời xuất hiện một tầng nồng đậm máu quyết pháp thật quang mang đôi tay này quang mang chính là phòng ngự thuật pháp quang mang xuất hiện về sau hắn dò xét tay nằm lấy hắc ngọc hắn nhất định phải đem cái đồ chơi này mang rời khỏi phương thị nếu không ở chỗ này nổ tung phương thị người phải chết hết chỉ riêng anh vừa mới bắt lấy hắc ngọc tôn xuân long liền lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết kim tuyệt thiên ma lực lượng sắc bén sắc bén giống như ngàn vạn thanh đao kiếm tại đồng thời cắt hai tay của hắn đồng dạng cho dù tôn xuân long sớm đã làm xong phòng ngự giờ phút này vẫn tránh không được thống khổ mà lại bởi vì kim tuyệt thiên ma vốn là vượt qua ma kết thiên ma ở tại quyết tâm tự bạo tình hùng dưới hồi long tông đại trận vậy mà không cách nào trì hoãn bước tiến của nó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, căn bản bắt không được Hắc Ngọc Tôn Xuân Long đầu đầy mồ hôi, trong lòng tuyệt vọng, đúng lúc này, dư khung đột nhiên giống to, câu sơ, hai chữ này vừa ra báo quát phương Trần, Tôn Xuân Long ở bên trong tất cả mọi người đều là cảm giác đầu óc hỗn loạn lung tung, phương Trần trong đầu càng là chỉ lưu lại một suy nghĩ đền đến, cái gì ra? Theo sát lấy, vết nứt không gian xé mở, hai viên to lớn đầu chậm rãi rũi ra dán trên đầu dựng thẳng mắt bên trong tràn đầy âm ngoan mà đầu dòng phía trên có trí cao uy nghiêm triển lộ lục ách đến rồi Lần đại thừa kỳ lực lượng ba động xuất hiện một khắc này không chỉ phường thị yên tĩnh toàn bộ hồ long tông đều yên tĩnh chỉ có kim tuyệt thiên ma chính ở chỗ này cười khẳng khặc quái dị tiếp tục tự bạo tôn xuân long ngẩng đầu nhìn trời mặt mũi tràn đầy ngốc trệ lớn đại thừa kỳ cái kia vừa mới cái này rực hung là la lên tiên hào không phải có cần phải sao tôn xuân long đầu ông ông nhà ai đối phó phản hư trực tiếp mời đại thừa tới mặt khác tôn xuân long trong lòng có nhắc lên kinh đào hải láng hắn nguyên lai tưởng rằng dực hung thiên phú tuyệt luân nhưng thân là phương trần thú sủng hẳn là tù nhân mới đúng cho nên tôn xuân long đổi đãi dực hung lúc thái độ tuy nói không đến mức khinh bỉ nhưng trung quy là có chút khinh mạng liền lấy hôm nay an bài sân sự tình tới nói nếu không phải vì nhường dực hung rời đi phương trần bên người xúc tiến phương trần cùng khương ngưng y quan hệ hắn thậm chí cũng sẽ không an bài đơn độc một gian sân cho dực hung cùng nhất thiên tam nhưng bây giờ Tôn Xuân Long chợt phát hiện chính mình sai. Một cái tại linh giới đều có thể trực tiếp gọi tới đại thừa đế phẩm cán khôn thánh hổ, chỉ sợ nó tại đạm nhiên tông địa vị vượt xa tưởng tượng của mình. Là mình, có mắt không tròng, mắt chó coi thường người khác à? Nạch, không đúng, là mắt người nhìn hổ thấp à? Mà tại Tôn Xuân Long trấn kinh thời khắc, lục ách bốn mắt khóa chặt hắc ngọc, đầu rồng đạm mạc như thiên uy, chậm rãi nói. Ngưng, vừa mới nói xong, Tôn Xuân Long đột nhiên cảm giác trong tay hắc ngọc tuyệt không cắt tay cái kia bạo ngược hỗn loạn ba động trong nháy mắt sau đình chỉ cái kia liên tiếp không ngừng cổ tiếng cười quái dị thì là biến mất không còn tắm tích mà sau một khắc lúc gách đầu rắn phun ra lưỡi rắn mang ra vô tận quỷ quyệt âm độc hùng ác làm người ta nhìn tới trong lòng phát lạnh lập tức cái này đầu rắn phun ra một chữ nát vừa mới nói xong tôn xuân long đột nhiên cảm giác được bốn phía truyền đến một cỗ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng không đợi hắn kinh hoàng lực lượng này liền thẳng đến lấy hắc ngọc mà đi soạt hắc ngọc vỡ vụn kim tuyệt thiên ma chân thân bạo lộ ra đến đến một thanh hư huyến đen nhánh trường kiếm nó bên trên truyền đến cực kỳ nồng hậu dày đặc kim thuộc tính chi lực phương trần chóng mắt hơi hít đây chính là kim tuyệt thiên ma chết lục ách lại thản nhiên nói đen nhánh trường kiếm lập tức bẻ gáy kim tuyệt thiên ma trực tiếp tiêu vong hóa thành một đống lớn lộn xộn trí cực thiên ma chi lực cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán sau cùng lục ách lại nói định không gian bên trong truyền đến đe ép chi lực kim tuyệt thiên ma lực lượng lúc này bị động lại đình chỉ tiêu tán toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch Tôn Xuân Long lẩm bẩm nói, bốn chữ diệt phản hư, đây chính là đại thừa chi uy sao? Lục Ách lại thản nhiên nói, bản tọa nếu là thật muốn diệt cái này không quan trọng phản hư thiên ma, liền không cần phí tổn nhiều khí lực như vậy. Hắn là vì trình độ lớn nhất lưu lại kim tuyệt lực lượng mới niệm bốn chữ. Cái này vừa nói, Tôn Xuân Long sắc mặt lúc này đại biến, van bồi lỡ lời. Nói xong, hắn vội vàng quỳ gối, muốn phải quỳ lại hành lễ, nhưng một cỗ hư vô lực lượng đã ngừng lại bước tiến của hắn. Lục Ách thản nhiên nói, không cần hành lễ, ngươi cứu ta Tông Thiên Kiêu của công. Tôn Xuân Long nầm nớp lo sợ nói: Tiền bối quá khen, vãn bối của thật vô năng, cái gì cũng không làm đến. Nếu không phải tiền bối tiên uy cái thế, chỉ sợ giờ phút này vãn bối đã cải xác không hồn, là tiền bối cho vãn bối cái mạng thứ hai mới đúng. Mà lúc này, lúc ách không kiên nhẫn được nữa. Tốt, khen người ngươi liền thụ lấy, cùng ta biện cái gì? Tôn Xuân Long lúc này mới vội vàng cúi đầu, mừng lớn nói: đa tạ tiền bối. cho thở dài một hơi về sau, Tôn Xuân Long nhìn về phía rước hung, trong lòng cảm kích trí cực trong lòng của hắn rõ ràng muốn không phải dực hung nhường vị này đại thừa tiền bối kịp thời chạy đến lời nói hiện tại chính mình thật không có không chỉ chính mình không có hồi long tông đều phải không có nửa cái nghĩ tới đây hắn đột nhiên cảm thấy chính mình được thật tốt cảm ơn dực hung đương nhiên tôn xuân long cũng không bài trừ là dực hung chính mình cố ý cầm cái ngọc đi ra lại kêu gọi đại thừa tới cứu lấy để bọn hắn hồi long tông mang ơn nhưng tôn xuân long thứ nhất là cảm thấy bất luận kẻ nào bất luận cái gì yêu đều khó có khả năng rảnh rỗi như vậy Thứ hai là cảm thấy, nếu là lui 13 triệu bước nói, sự Hung thật là nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn thì càng cần phải mang ơn. Một cái có đại thừa kỳ làm hậu viện yêu thú, rõ ràng có thể trực tiếp để bọn hắn quy xuống mang ơn, vẫn còn diễn một cảnh phim, cái này không được thật tốt cảm ơn. Cùng lúc đó, bốn phía phường thị hồi long tông đệ tử ao quy xuống, đa tạ tiền bồi cứu giúp, hồi long tông người tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đầu óc không ngốc. Bọn họ đều rõ ràng, muốn không phải lục ách đến, bọn họ hiện tại thi thể cũng đã bị tạc thành phấn vụn nguyên nhân chính là như thế quy bài cũng là chuyện đương nhiên lục cách thản nhiên nói không cần đá tạ các người thổ lù đi nơi đây bản tọa trước mượn vâng mọi người lập tức cúi đầu lập tức lôi về phía sau rời đi lớn như vậy phường thị lập tức trống rỗng tôn xuân long cũng theo rời đi lục cách không có lưu hắn hắn tự nhiên không dám lưu lại